nay đi dạo chợ ABC nha. Ở đây có xoài tượng nha. Xoài tượng 8 đô 1 thao. Có mặn cầu tươi 10 đô, 9 đồng 99. Có hạt dẻ. Bưởi ruột trắng 99 sen 1 pound, khổ qua Ấn Độ 1 đồng 69 1 pound. Đây là bưởi da xanh 2 đồng 99 pound. Có cà tím, đu đủ, khổ qua. Chuối 2 đồng 99 1 thau. Hẹ là 6 đồng 99 1 thau hẹ. Wow, cái đặc hà bự ghê. 69 sen 1 khó. Mùa này mấy cái rau tươi nó rau thơm nó mắc. 1 đồng 79 1 bó. Đây có su su. Su hào, ủa cái này 1 đồng 19 một bó, bầu 99 sen trái. Khoai mỡ 4 đồng 99 một bao. Khoai lang tím, chuối, thanh long 2 đồng 49 một thao. Cóc là 6 đồng 99 một thao cóc. Măng cụt 10 đồng 99 một thao. Trái lựu là 2 đồng 99 một thao. Có cái vải nữa nè. Cái vải là 12 đồng 99 một thao. Vải tươi của Úc. Wow, vải mắc quá ha. Sao mắc quá hả con hả? 13 đô một thao. Trái vải mà 13 đô một thao lận đó. Ui, có sao người sao lưng. Cua bao nhiêu vậy? Cua 4 đồng 99 đó. Đi qua ngắm cua một cái nha. Cua đã quá. Bà con đứng nhất lai đây chứ. Dịch kia nó làm. Bà con đợi mua cua nè. Ống
cái mồm con cù á, mùi ngon á. Giờ đứng giờ lấy con cù nha. Tôm hùm. Tôm hùm hôm nay là 13 đồng 99 một thao nè. Chồng cứ tính tiền đi ra được á.